Ở đâu ra mà hành hung giám khảo của tôi? Ở đâu ra đây mà hành hung người ta? Nó căng thiệt má ơi. Thì bởi vậy. Không phải. Mày có giấu răng không? Máng đồng hương em mới cán chứ bộ. Em cán cái kiểu gì mà ro tiền? Rồi một chốc là thí sinh rồi cứ kéo ra để cán chết hắn hả? Chứ em dẫn đi chết rồi. Trời đất ơi, em sao mà 2 triệu là cán mà tới vòng 5 vòng đặc biệt 100 triệu chắc em ăn nó luôn đó. Trời đất ơi, giám khảo người ta mà ra cắn ra tội nghiệp tao luôn à. Mời thí sinh tiếp theo. Trời ơi, thanh xuân. Bữa nay ngày gì mà toàn áo dài đẹp quá trời đẹp luôn. Bữa nay là thấy áo dài ra là tươi không nha. Áo dài quá trời đẹp. Đầu tiên là ưa nhìn rồi đó. Ưa nhìn rồi đó, thấy thanh xuân rồi đó. Dạ em chào anh Trường Giang, anh chào anh Trấn Thành. Diễn sao mà không dám nhìn là mệt nha. Nói chuyện. Em tên là Trúc Thanh, còn em tên là Tấn Tài. Gái tên Tấn Tài hả? Dạ, cho nó mên ạ. Em có hỏi bố mẹ là vì sao đặt cho mình cái tên lạ vậy không? Dạ thì nói em giống con trưa. Giống con trưa hả? Dạ. Em là người miền chi? Dạ Quảng Nam ạ. Chắc không? Dạ chép. Em Quảng Nam ạ? Dạ. Cầu Móng. Cầu Móng? Dạ. Ủa chắc? Em sống và sinh sống ở Trăng Ni, làm việc ở đây luôn. Làm việc đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ được 4 năm. Ok. Em làm gì? Dạ em làm móng tay với lại bóng hòn online. Cả lùm nail hả? Em lùm nail à? Dạ dạ, két lùm nail. Lùm nail à? Rồi bạn cái bên làm gì sao e thẹn vậy em? Dạ em mừng mặt. Được. Hai đứa bên khâu sắc đẹp qua phải không? Dạ. Hai đứa phối hợp mở salon beauty đó. Hai đứa có làm việc với chị Lý Giang chưa? Dạ chưa. Thôi được rồi. Ra là thấy ngoại hình là ok rồi nha, đang thiện cảm nha. Ok. Dạ. Cố gắng lên nè. Chơi nha, chơi rồi. Chàng đi. Cái gì vậy? Làm nha em. Làm dạ. Không? Em muốn dạ. Thi được là bây giờ ông thằng bấm bên kia kìa. Ồ, bây giờ hai đứa ra chào ảnh cái cho câu nào ngọt ngào coi. Dạ, em chào anh. 60 giây bắt đầu. Ngồi xuống đi. Lẹ lên, 60 giây mà lâu quá. Để máy thấy tôi để tôi cười. Chết, nó hung, chết, nó hung. Ê, cái vụ này vui nha. Chết, nó hung nha. Chết, nó hung nha. Ý. Căng thẳng quá, thả tay cho tao nắm. Hả, nắm tay anh thôi chứ bộ. Quỷ yêu trà trộn trời ơi. Bởi vậy đánh rồi cua. Chết tới tôi nữa. Nhưng mà em cũng yêu anh Trường Giang. Ủa hai người yêu nhìn anh. Hôm nay thôi cho em két móng tay cái theo này. Tay em rung quá vậy? Dạ rung chứ đây không rung anh. Em két cớ nhưng mà trừ quan đem kèm rồi. Thôi không hãy cho em két cớ luôn nha anh. Hả? À đâu. Ở đâu ra mà hành hung giám khảo của tôi? Ở đâu ra đây mà hành hung người ta? Nó căng thiệt má ơi. Thì bởi vậy. Không phải. Mày có giấu răng không? Em thấy không? Em thấy thịt anh Giang có giá trị không? Một cái cắn là 2 triệu rồi đó. Máng đồng hương em mới cán chứ bộ. Em cán cái kiểu chi mà ro tiền? Rồi một chốc là thí sinh rồi cứ kéo ra để cán chết hắn hả? Chứ em dẫn đi chết rồi. Trời đất ơi, em sao mà 2 triệu là cắn mà tới vòng 5 vòng đặc biệt 100 triệu chắc em ăn nó luôn đó. Trời đất ơi, giám khảo người ta mà ra cắn ra tội nghiệp tao luôn à. Còn cái bà kia biết là người ta đã có gia đình hay không? Tàn qua mà đi vô mà lươm lắm, đưa cái miệng vô nên làm sao người ta chịu nổi. Tức là nỗi đau của mình là niềm vui cho thí sinh. Tự nhiên ăn bận cho đẹp rồi ra ru quến người ta hả? Cái răng đi đường xích đạo luôn đó. Nó đi giống như cơn bổ vậy. Dòng 2. Ăn hên đó nghe. Tụi nói là ăn hên đó nghe. Em cắn Giang mà Thành cười. Đó, anh hy vọng là vòng 2 là em cắn Thành cho Giang cười. Bây giờ em phải làm sao mà em tràn lên trên trển, em cắn cái người trên kia đi. Bây giờ lên tràn lên kia nhổ tóc là hay nè. Bậy, em bậy lắm. Dạ không, anh không có đâu. Đúng rồi. 60 giây bắt đầu. Dạ mợ, riết rồi tao không biết ai chủ ai tớ nữa à. Đi thăm chồng tao mà, cầm đi. Mình sao mà cứ đêm nào em cũng nằm mơ thấy mình muốn gì. Giờ em tới đây rồi nè, mình muốn gì mình nói đi. Một tuần em nằm mơ thấy mình tới 4-5 lần mà em cũng buồn mình ghê. Mọi từ khi mình đi á, không có ai dẫn em đi sở thú hết trơn á, chứ mỗi lần nhìn mình á là em nhớ tụi nó quá chừng à. Mà mợ diễn sâu quá mợ. Mày tào lao quá, đem đồ ra cho cậu đi. Dạ. Mình ráng nha, mình ở đây cải tạo cho tốt rồi nhanh nhanh về với dạy mẹ con em nha mình. Thật nha. Cải tạo ở tù chứ không phải chết ở tù nha mình. Còn anh nữa, ráng là bạn tù với nhau thì cải tạo cho tốt vô rồi ráng về hả, hòa đồng với cơ, hòa nhập với cộng đồng nghe không? Hòa đồng. Dạ. Mình à, mợ có bao tay cho cậu nữa rồi mợ. Đi bên đây theo bao tay chị. Cho cậu đeo vô cậu bốc lịch đỡ mòn chỉ tay. Cũng gọi là có xón tậu đó mà rung quá. Thôi cầm bông. Cái tay còn rung quá rung rồi. Lần đầu tiên bước lên sân khấu mà. Về chánh điện. Cho bé cớ không được. Ok, về chánh điện. Xin mời về chánh điện. Hai em đang có đà mà không biết lợi dụng. Đúng quá anh ơi. Đâu anh luật hiến kế coi. Em xuống em cắn anh Giang là anh Giang đã sợ rồi. Bây giờ em cầm tới cái tay anh Giang là anh Giang nhót liền. Em cứ cắn thôi, nhiệm vụ của em là chỉ có cứ cắn rồi người ta cứ cười thôi, có gì đâu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà đúng không? Hả? Đúng không? Đúng không? Thì tôi tha thiết đề nghị chương trình chuẩn bị sẵn một chiếc xe để tôi đi Buster chích ngừa gấp. Từ đây tới cuối chương trình hy vọng là không có ai cắn nữa nha. Đổi qua chế độ khác đi, đừng chế độ cắn nữa. Một lát tôi ngồi kế bên tôi không thấy thằng bạn tôi nó cười mà nó giật. Là tôi hiểu là do bà chứ không ai nha. Sáng giờ em đi em có ăn sáng gì chưa? Dạ chưa. Ừ dạ. Chứ rồi cắn người ta rồi một hồi người ta bị cái gì là anh nói em đó nha. Bây giờ hai đứa vậy nè, vui thì nó không phải vui lắm, hình thức thì nó có cái để dụ người ta đó. Đáng là tụi em phải lợi dụng vô cái vẻ bề ngoài đẹp của tụi em để tụi em tập trung vô một cái vấn đề nào đó. Tụi em cua anh Trường Giang hay là tụi em làm cái gì đó mà em xoáy vào một cái vấn đề thôi. Còn hiện nay thì cái vấn đề em đưa ra thì nó chưa thực sự là thú vị nên nó hơi uổng. Thì chị khen hai đứa hai bộ đồ đẹp thôi đó. Bé này giống Yến Trang quá. Dạ em Yến Khánh Hòa. Yến Khánh Hòa. Ừ trước khi về cũng quăng miếng nữa, miếng khắp mọi nơi. Rồi biết làm gì không? Dạ biết. Well pay.